Sơn nha. Rồi. Ủa sao mà em thấy cái hình nó cứ nhảy qua màu hồng rồi nhảy qua màu xanh ấy nhỉ? Chị lên cái màu trắng này. Lên cái màu trắng. Đúng rồi, màu trắng này đúng không anh? Ok nhớ rồi. Đây, Lôi đâu rồi ạ? À? Lôi ơi, chắc là phải vào camera xíu rồi. Lôi vào uống này. Lôi vào xíu này Lôi. Đây. Chào các cô chú anh chị nhỏ. Rồi. Hôm bữa chú Linh cho uống hộp sữa vàng không? Ngon. Sữa sữa thông minh của Lôi tí nữa nhá, tí nữa lên nhá. Thông minh lắm. Uống chưa vào mồm mà đếm 1 2 3 4 5 rồi mà. Sữa chưa xuống cái bụng mà. Giỏi đấy, giỏi đấy. Mới đang ở cú họng thôi. Thông minh. Mới đang dính ở lưỡi thôi mà. Cho lên lên dòng bạc á. Vâng, dòng màu xanh dương đây nè. Nếu mà là người trẻ thì nên dùng cho em dòng này vì cái năng lượng cao hơn nhiều, đạm cũng cao hơn nhiều. Banana cầm clip giùm em dòng màu xanh dương nhé. Đặt đơn lẻ được không hay là mua cả thùng cho em? Cái này là sao anh Tiến? Cái này sẽ không mua lẻ được mọi người. Mua lẻ được. Lốc, mua 2 lốc hay là mua 1 thùng đều được mọi người. Đây đang ghi dòng bạc mọi người nhá. Dòng này thì nó sẽ là phục hồi vẫn có sức khỏe. Thế nhà đây này nha. Đây là dòng bạc đúng không? Rolex nè. 800 gắn. Cà ri. Nhiều không? À uống cái nào mà hết được. Tí nữa Lôi thích uống sữa nước, Lôi thích uống sữa hộp trong hộp hay là Lôi thích uống sữa là dạng pha như vậy thôi. Cái này đang ghim là 850. 850 là giá nếp miết đấy mọi người nhá. Bây giờ còn 586 nhỉ? Không, cái này là cái của anh là cái lon rồi đó. À thế à? Đúng rồi, đang ghim cho anh là sữa nước luôn. Một thùng 24 hộp giùm em nha tình yêu nhá. Đang ghim rồi. Đây. Rồi. 24 lon. 24 lon. Hộp nhỏ của Nutifood Roblox em hết rồi, em chỉ còn bao trong giỏ hàng của anh Quang Linh là đều có deal rồi. Anh chị mình bấm vào trong giỏ hàng mình coi giùm em nha. Đang ghim thùng này mới nhá. Em lật cam được không anh Linh? Tại vì cách nói là chuẩn hơi khó nhìn xíu. Được. Em xin phép lật cam nhá. Đây ok, em lật cam nha anh chị nhá. Đây có lật cam nữa. Lật cam cho anh Linh. Đẹp trai hơn không? Đẹp trai anh chị mình comment chứ đẹp trai nhớ. Để mốt anh Linh lật cam. Thế à? Thế mặt mình lệch đó. Rồi ok anh chị mình nhìn rõ chưa nè. Màu tím rất hiệu quả nha. Rồi mình đang uống đúng rồi tình yêu ơi. Rồi đẹp trai, đẹp trai. Sao chị, sao chị? Lên dòng màu hồng hả chị? Đúng rồi, không hôn mày. Ok. Trong này một thùng là 24 chai. Thì giá là niêm yết là 1.115.000. Thì bây giờ còn 776 thôi. Quá hời rồi, một thùng 24 nha. Và nhớ giùm em bấm tất cả mã chốt đơn trong giỏ hàng thì đều có quà mình mới lên đơn nha. Quà tặng kèm theo này. Anh Linh lúc nào không đẹp trai thì bạn đúng hốt 10 điểm. Ui, cho bạn đúng hốt làm fan cứng nha anh Linh nha. Tới như rồi nha. À đâu rồi. Rồi, mã 29 dành cho trẻ bao nhiêu tuổi? Nếu mà Nutifood Pro Plus giùm em thì trên 1 tuổi nha. Rồi, mã 29 nè. À, trên 2 tuổi giùm em. Hiện tại là sẽ có một vài dòng của NuviPro, Nutifood Pro Plus. Các anh chị nhớ check giùm em cái độ tuổi dưới đây nhé. Sẽ là 2 cộng giùm em, nếu mà không có 2 cộng thì sẽ là trên 1 cộng. Sữa bầu thì em khuyến khích nên dùng cho em dòng màu hồng. Cái dòng màu hồng này đây. Chuyên về bầu thì sẽ không có. Tuy nhiên bầu thường sẽ bị tiểu đường thai kỳ đó. Thường sẽ bị thay đổi với hormone tiểu đường thai kỳ thì cũng dùng cho em màu hồng như vậy ha. Mã màu hồng giùm em nha tình yêu nhé. Rồi. Tiểu đường thai kỳ là khi nào mà có thai là sẽ bị tiểu đường. Đúng. Sữa cho người lớn tiểu đường á, loại màu hồng này. Màu hồng giùm em nhá. Chị Tú ơi, đây là loại màu hồng này này. Đúng rồi. Rồi tiếp tục qua cái comment của các anh chị mình trong live nè. 9 tuổi dùng được không? Được nha. Takala La ơi, Nutifood Pro Plus giùm em nếu như mà là 9 tuổi. Anh khui cho bé học nó đi. Đúng rồi, cái này bé uống đi. Đúng rồi. Khui cho bé học này. Rồi, Lôi gọi tên cô Trang đi Lôi ơi. Cô Trang. Cô Trang. Cô Trang ơi, cô Trang có xinh đẹp không? Cô Trang nào? Cô Trang có xinh đẹp không? Đã Lôi đi ăn chưa? Cô Trang đó. Bé 8 tuổi mà hơi ý một xíu thì dùng cho em dòng màu này nè các anh chị. Nutifood Pro Plus dòng màu đỏ giùm em nhé. Được, được nha chị. Chị Trà My có trong đây là được nha chị Trà My nha. Rồi, được nha. Nói chung hôm nay không có bạn Nhi ở đây thì không biết tư vấn như nào luôn nhỉ. Hỏi nhiều lắm mà kiểu là như mấy chị em thì mới hiểu được rõ hơn. Thấy chứa kiểu con nhiều cái các kiểu này. Đúng rồi, nhiều lắm. Kinh khủng thật. Ví dụ như giống bé Lôi ở đây thì bé Lôi là em thấy bé Lôi là có một cái
ok rồi, cái ngoại hình ok rồi thì bé Lôi cần phải phát triển về chiều cao, thì các anh chị nên dùng cái đầu đó, thông minh đó, thông minh nữa, màu bạc nhá, màu bạc giùm em. Ngu lắm, học không bao được học được, học 88 rồi, học 88 88 xin tiến tiến không, mình đang trung bình thôi. Trung bình hả? Trung bình cũng được. Cũng được, tôi chẳng tạm chấp nhận cho nó là idol. Không, là Việt Nam trong này 20 lần lớp 1. Ngôi này lớp 1 phải tầm 20 lần. Rồi, Lôi dễ thương quá trời nè. Bé 12 hơi nhỏ cao một xíu, anh Hùng dùng gem dòng màu đỏ nhá. Dòng này đã được chứng minh lâm sàng luôn là được phát triển về bề ngang và chiều cao cho các bé của mình từ 1 cho đến là đến khi tuổi bé dậy thì dùm em dòng màu đỏ nha. Rồi, còn người lớn tuổi mà muốn phát triển về bề ngang thì nên dùng cho em cái dòng màu tím nha các anh chị nhá. Dòng màu tím giùm em. Tiểu đường thì dòng màu hồng. Còn mà người trẻ như anh Linh ở đây thì dùng cho em là dòng màu xanh dương nha. Đây màu xanh dương đang ghi mấy mọi người. Đúng, đang ghi mọi người luôn. Và nhớ giùm em tất cả sản phẩm đều có quà. Không có quà là không có quà hiển thị trong giỏ hàng là nhận hàng về không có nhá. Bé 22 tuổi. Bé nào 22 tuổi ạ? Bé 22 tuổi á. Rồi. Ông sữa tươi làm gì có sữa nào cho bé 22 tuổi thì cái bana này này 19, tên 19 tuổi là uống được này, người già này 22 tuổi cũng già rồi đấy, 22 tuổi già rồi. Uống cái này đi. 11 tuổi 22 tháng à? Ừ. Yeah. Đọc nhầm à? Được, tình yêu ơi. Đây, comment nhiều quá nên. Đúng rồi. Rồi, 11 tuổi phát triển chiều cao đây, giống như Lôi từ độ tuổi 1 tuổi đổ lên mà đã có một cái ở ngoài ok rồi ha. Còn phát triển về não bộ, đề kháng, chiều cao, sau này là đi làm người mẫu nha. Sau này làm người mẫu nha. Thì dùng cho em cái dòng màu bạc này nha các anh chị nhá. Dòng chuyên biệt sẽ hỗ trợ các bé của mình phát triển về chiều cao giùm em nha. Rồi, kiếm mã các anh chị là mã số 30. Mã số 30 giùm em. Ủa sao, sao lại có định hướng đi làm người mẫu cho bé Lôi không? Thấy bố nó có 1m80 bây giờ không biết nói như thế nào. 18 tuổi này chắc để cao 1m50 thôi. Bé 10 tháng hay chưa được nha chị. Anh chị Vũ Duy trên 1 tuổi thì mới dùng cho em là Nutifood Pro Plus nha. Rồi, người lớn uống màu nào? Chị Ngân Nguyễn, nếu mà người lớn tuổi có tiểu đường dùng màu hồng giùm em. Anh chắc anh cho anh xin cái mã số đi hả. Mã số như cái thùng sữa nước thôi cũng được đó. Màu hồng giùm em, tiểu đường dùng màu hồng. Người mà không muốn phát triển về bề ngang cũng dùng màu hồng. Còn mà người lớn tuổi không có tiểu đường dùng cho em màu tím, có hỗ trợ phát triển về bề ngang nhá. Còn cái màu xanh này cũng hỗ trợ phát triển về bề ngang và dùng cho những anh chị nào trên 19 tuổi, dưới 45 tuổi dùng được nha. Rồi, qua comment giùm em. Chị ơi em bị đau bụng thì có uống được không? Chị đi chung. Hả? Đau bụng á? Đau bụng có dùng được không? Đau bụng nếu mà dị ứng về thành phần là đạm đậu nành nhá thì mình không dùng được giùm em nha. Còn nếu mà đau bụng mà sáng mới ăn gì? Giúp điểm cái đau bụng nó có 3 ngày nữa, ship hàng về có còn đau bụng không hết đâu. Đúng rồi, đau bụng thì nó 1-2 ngày thôi mà. Vấn đề gì đâu, cũng phải ăn, cũng phải uống mà. Rồi. Uống được. Uống được, thoải mái nha. Rồi, 3 tuổi, mỗi ngày 3 hộp 3 màu đó thôi. 2 màu thôi, tình yêu đổ Diệu Tường ơi. Nếu như mà một thời điểm ví dụ giống như Lôi đây. Đúng rồi, Lôi mà muốn phát triển là về cái gì? Nếu muốn phát triển về chiều cao và về cái bề ngang. 6 tuổi rồi đúng không? Biết rồi. Có biết người đó. Thì Lôi Nhi là like nói hay nhỉ. Hay đấy, cuốn hút đấy. Cuốn hút không anh? Hay đấy. Ok. Đó. 15 tuổi mà đâu còn chưa kịp thấy. Có sữa nào uống cao bằng chị Thùy Tiên không anh ơi? Đóng cửa quý ơi. Đóng cửa điều hòa. Cái gì thấy nóng lắm. Có khách hỏi là có sữa nào uống cao bằng chị Thùy Tiên không anh ơi? Không em không rõ. Không rõ. Không rõ chị Thùy Tiên dùng gì vào nhỏ. Còn lúc mà chị Thùy Tiên còn nhỏ. Sao không có gì? Đi hả? Đi nhầm tiêu tới uống sữa nha. Hiện tại đang ghim một thùng 24 chai. Dòng màu xanh này nhá. Màu xanh này thì tầm tuổi như mình là uống thoải mái. Ăn uống nhiều à? Phục hồi sức khỏe như kiểu các anh đi tập gym rồi bơi các kiểu đấy. Chạy thể dục thể thao các kiểu về. Chạy xong về làm một chai như này. Phục hồi sức khỏe cực kỳ nhanh. Đúng. Đó. Giá 1.150.000 mà bây giờ còn 776 thôi. Một thùng nhá, một thùng. Và kèm theo đó là quà tặng là chào của Sinh Heo giùm em. Đấy. Và nhớ phải có quà trong giỏ hàng tất cả mã cái tình yêu mới lên đơn nha. Mua sữa cho các anh rồi là đây mấy bà chị mua sữa cho các anh rồi cầm cái này về mà pha các anh rồi này. Hợp lý đấy. Không muốn nó phạt luôn đấy. À, không phải.
có tiền chi làm cầm cái này phang, tại vì thấy cái này nó cũng chắc đan, nó vừa tay vừa tay vừa lực, à, vừa lực, à, nếu mà chấn thương thì nó đỡ thôi, em không nặng lắm đâu. Trời ơi, rô lớp bạc đi ạ.